Khám phá thiên đường nghỉ dưỡng tại Phan Thiết. Cuộc sống bon chen nhiều áp lực khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi. Hãy dành thời gian cho bản thân những giây phút chìm đắm trong không gian sang trọng, ấm cúng của Novella Resort 4 sao, vui đùa bên những con sóng, hít thở không khí trong lành và thưởng thức những món hải sản tươi ngon của miền biển Phan Thiết trong hành trình du lịch cùng Vietstourist. Tour Phan Thiết thời gian 2 ngày 1 đêm, giá hấp dẫn chỉ 990.000 đồng. Với những điểm nổi bật, nghỉ dưỡng tại Mũi Né, lưu trú tại Novella Resort 4 sao, hồ bơi đạt chuẩn 4 sao có khu vực dành riêng cho trẻ em, bãi biển dài tuyệt đẹp, thích hợp tắm biển, ngắm bình minh trên tiểu sa mạc đẹp nhất và độc đáo tại Mũi Né, tháp Bosanu, kiến trúc người Chăm trên đất Bình Thuận, trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học, răng chài, chụp hình check-in, thưởng thức hải sản tươi ngon bình dân tại Mũi Né, đặt tour ngay, hè vui mê say cùng Vietstourist.